Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Khang đang có mặt tại quận 7 để ăn một món khá là yêu thích, một món rất là yêu thích của Khang. Đây chính là tiệm bánh cuốn gạo tại số 16 phố Tiểu Nam, cảnh viên 3 nha, tại quận 7 đó. Giờ mình sẽ vô coi cái bánh cuốn gạo là như thế nào nha. Ở đây có món nước đây nè, vô đây. Đấy, mình sẽ đi vô đây mình order nha. Cho em một phần bánh nước lòng đào đầy đủ. À thôi, cho em bánh nước đặc biệt đi, bột mỡ lòng đào. Với lại một bánh cuốn thường. Bánh cuốn thường em dùng 2 giây như 3 giây. Dạ. 2 giây như 3 giây. Đây tổng mưu của mình cho 17 nha. Rồi mình thời đến bên cuối khoảng 25 phút. Ok bạn, giờ là mình phải chờ 25 phút mới có nữa. Lâu nha. Đấy, ok lắm rồi đó. Rồi, để bắt đầu chạy đi nha. Sẽ chờ 25 phút ở đây. Ok với bạn, sau 24 phút, 23 phút thì mình cũng đã có đây. Thì đây chính là bánh cuốn đặc biệt gồm có chả nem, chả chiên với lại bánh tôm, còn một cái chả dưới đây nữa nè đó, rau. Đây chính là bánh nước nha, đây của mẹ mình là gồm có là bánh cuốn, chả, rau giá đó. Rồi rồi giờ mình sẽ thưởng thức thôi nha. Đây là mình chụp cái cuốn hình nha, chụp cái miếng tấm hình. Bây giờ mình sẽ ăn những miếng bánh trước nha. Đây là bánh ướt của mình nè. Nhưng mà cũng ngon á. Rồi. Và ăn thì phải có uống. Uống thì mình uống sữa bắp. Đây, sữa bắp. Đó. Ok. Và hồi nãy tổng thiệt hại của mình là 117.000. Đây 117.000. Rồi. Giờ mình sẽ ăn thôi. Rồi, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích video clip này hãy cho like, share và subscribe nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Mình ăn thôi. Bye bye. Hẹn gặp lại.